giờ chỉ cần cứu quả à, giờ đâu nó mạnh rồi đó, nãy nó yếu giờ nó mạnh rồi đó, nổ rồi đó, giờ nó cháy coi sao rồi, sao mà kịp, trời điện luôn, từ từ nó xuống chứ đâu. Rồi banh luôn rồi cái xương gỗ này đó, điện nổ cái gì thế ghê vậy trời. Ba cây á nó nổ. Chứ nó cháy cái kiểu này là má cái xương gỗ này biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu. Thì đương nhiên nó cú cái ở trong đó cây vô he. Cây không á hả? Cây không, cây nó cháy dữ lắm. Tôi tưởng đâu nó ở đây không. Cú cái thằng ở ngoài này đụng nguyên cái xưởng ngoài trước nè. Ủa như chị muốn mua cây như là nó đã nhiều hộ. Má cái xưởng này một vườn bao cả chục tỷ mấy chục tỷ á. Ta coi. Mà không vậy là còn dư sức chữa nè chứ hồi là hết chữa đó. Hồi nó ngoài này nè. Giờ còn nhỏ mà. Xuống tí không họ nó xuống tới. Phải có xe xuống mới được. Xe xuống mới được. Xe không có xe xuống được. Giờ mạnh rồi, hồi nãy tôi thấy là nó còn nhỏ á. Hồi nãy còn xíu à. Ừ. Rồi giờ rồi xong rồi đốt luôn rồi đâu em không ra đây rồi mà trời ơi đủ má giờ nó mạnh lẹ thiệt chứ nãy giờ biết khó cái luôn mà nó giờ nổ rồi đó rồi quá mạnh rồi. Rồi hết chữa rồi, đâu cái kiểu này chữa gì nổi rồi chữa. Điện chưa biết. Điện rồi. Điện rồi, điện rồi, điện rồi. Quá mạnh rồi. Nhà sát bên đụng nó tám cái nhà sát bên. Nhà sát bên banh rồi, bảo đảm. Hả? Nhà sát bên banh luôn rồi. Mới sáng sao chơi sớm dữ trời ta. Chết điện quá. Mới trái thì đó nè, em lên đó còn còn nhỏ xíu à. Đâu cái nãy giờ nửa tiếng đồng hồ á. Nó trái nãy giờ nửa tiếng á. Tỉnh không? Tao không tỉnh mấy đầu tiên nè. Lấy cái mặt lạ. Ta của ta đóng chuột kêu cửa chết người ta không có không, không có ăn ngủ ráo nè. Này ta vào nó muốn. Nó vào nó đóng cửa kín mít rồi kêu. Trời mấy nhỏ này nó ngủ đời nào điện thoại nó bắt máy. Trời ơi điện bà vua có. Cháu chạy qua nhà đường luôn nè. Điện xuống đó. Mở giờ già quá ngủ lúc qua trong á. Quá giờ mạnh luôn. Má cái nhà bên ông quýu luôn rồi. Nhà không có trái chắc quá. Trái còn nhiều quá. Cái này không có gió nè. Chắc chắc luôn. Gió còn giữ nhiều quá. Gió nó mang dưới sông này ông con lé đi rồi. Ông bỏ quay viên rồi. Vô phương rồi. Vô phương chạy đi rồi. Cái ông nhà lớn bên không quên. Ô má lo dọn không lo dọn mà lo đứng quay phim. Trời ơi. Quá mạnh rồi. Cái ngoài này nè. Cái ngoài trước á. Má được mình phải khó dữ vậy hả? Ừ nè. Phá gì? Chưa mạnh nữa đó. Cấp cứu xuống nó sạc ra 15 phút nữa nó cháy nó giờ nó còn cứu ở ngoài thôi à, nếu mà nó xuất kịp má có chạy mua không nở một chút à. Rồi mưa lớn như hổm cứu mới nổi nở một chút thôi ở khói bốc cao luôn thôi nó ngủ ra giờ nó ngủ ra má giờ dữ lắm. Má nó ra tới dây điện trước nó là chết nữa. Ở ngửa nhốt nữa là không. Trời ơi nó nổ rồi kìa. Giờ lo chạy cứu người đi chứ lo đi nhà nhà đó làm gì nữa. Trời ơi nói vài chục tỷ chứ gì mà bạc tỷ vậy. Hết luôn cái kho này luôn á. Nếu cũng quả xuống cái nhà kẹp mà sao cái kho gỗ lớn hết hồn. Kho gỗ ngoài trước này đủ mẹ dữ dằn luôn.
quá trời, quá quá mạnh rồi. Gỗ toàn gì trái không lẹ, cây gặp cây cây nó mà. Mưa xuống mới cứu nổi thôi. Điện này xuống làm gì được đâu, xuống nó cúp rồi thôi chứ. Điện ngon rồi, điện làm gì. Trời ơi, kéo ống nước giờ này mà còn kéo ống nước lại, chữa gì đâu, kéo ống nước. Gặp mùa này nước đâu cứu. Mà nó hết bồn ấy rồi, nó mạnh rồi, lúc này đợt nước để đồ mới nó mạnh rồi. Cái nước sạch chỉ nhà kế bên á, còn được. Nhà kế bên là... nhiều đó là thấy tiêu rồi. Rồi coi kìa. Con nhỏ lúc chạy lên là chừng 10 người coi à, là mới hơi phát à. Lúc đó thì làm được kịp, có dồi nước làm kịp. Giờ nó phá cửa đóng rồi kìa. Trái nhà bên hông luôn rồi. Má mạnh quá, mạnh quá trời luôn, lửa giờ nó mạnh rồi. Trời ơi lớn luôn rồi. Má xong phiền. Hết chứa rồi, nguyên một cái xưởng gỗ. Này cái ở trong là tiêu rồi, xưởng trong là tiêu rồi. Xưởng ngoài cứu xưởng ngoài nè chứ đâu. Rồi rồi, mạnh rồi, rồi xong rồi, bốc rồi. À, phá luôn rồi. Rồi chữa cháy tới rồi, chữa cháy tới rồi. Rồi vậy con. Rồi vậy con cứu kịp rồi. Cứu ở ngoài. Bảo cũng chưa chữa cháy đậu quả nữa. À, nước đâu bơm, không có ống nước đâu có, này nó bắn vô mà nó mở ngoài sau thùng á. Em có chiếc gửi á, đâu nó xuống nữa chứ. Ở nhiều rồi. Lắm bước lên nhà bên kia kìa sạch tiếp đi mấy ông ơi, cái này chậm như ta phải rồi. Xuống tới hàng chiếc kìa, xuống nhiều đông lắm.
cái chục chiếc mới hết nữa nồi nổi này là của mẹ còn 20. Quá giờ là hết tối rồi, giờ lửa không trống á, lửa quá ngọn lửa cao rồi, giờ lửa này khó ăn đó đó, khó ăn lắm. Gỗ thì coi ở nhà của bà sát bên có ra người ra hết chứ trời, ngày sau còn nó còn uống. Cái đó là dài đụng không phải cây không luôn á, rồi nó chứa rồi đó, lẹ đó, vậy là lẹ đó, mới xuống chưa 5 phút là nó phun nước rồi đó. Phun nước rồi. Mà sợ nước không đủ quá. Xe này chừng thôi nước hết rồi. Kinh kìa, hút qua. Mẹ chắc lấy nước quá, xe kia lấy nước quá. Xe kia còn lấy nước mà, xe lấy nước. Này phải có giao thông xuống điều điều tiết nữa mới được. Quá đông rồi. Vậy là chưa chữa nữa kẹp rồi, vậy là dư sức chữa rồi. Được rồi. Không phải chiếc rồi được rồi. Cách mẹ nó bắt chạy tới rồi. Đuổi 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 đi vô cho xe tới. Quá lớn rồi. Còn xe nhỏ không mà chưa có xe bự mà mấy nó mấy xe mạnh không à. Mấy xe này. Xe chỉnh xa. Xe chỉnh xa không à? Xe lớn không à. Còn mấy xe bự nữa. Còn mấy xe kia nó xe này dạng nó chạy lẹ mà. Xe này chỉnh xa. Quá lớn. Xuống 3 xe rồi. Máy kia. Nó bơm máy nước rồi. Có nước, có nước. Nước đâu, nước đủ mà, có bây giờ không ta? Nước xìu à. Nước này đâu đủ nó hút đâu. Không đủ. Rồi, lửa lên cao rồi, lửa lên cao rồi. Qua rồi, đồ cháy qua nhà lầu luôn rồi kìa. Cháy vô nhà lầu luôn rồi kìa. Đồ mẹ banh luôn rồi. Má cháy vô nhà lầu luôn rồi đó. Cháy nhà lầu rồi. Má kìa sát bên luôn á. Đầy nước đâu có giờ biết gì, có cái xe 45 khối chạy ngang xe đường điện á đó. Đó là ok. Cháy cháy trong luôn rồi, ở ngoài đó cháy trước mà. Cháy dữ lắm rồi, nó lan theo đường dưới bên dưới, cháy dữ lắm rồi. Đủ má, giờ này nó ngủ mới dậy ông nội mẹ ơi kìa, cha con nó mới đi cánh ống mà. Rồi đủ má, cháy sắp hết nhà rồi mới đi mới dậy à. Kêu hoài đâu được đâu, nó ngủ ở trong á, tụi này nó kỹ lắm. Nhà mà đồ nhà lầu nó rút ở trong nó ngủ kêu ai nghe, mưa rồi. Hên luôn, mưa luôn. Dẫn vô lề đi. Để còn nhỏ mà. Thua rồi, thiếu nước rồi, hết nước rồi. Nhiều đây hửi. Chục chiếc không thấy gì. Xưởng gỗ lớn như lớn nhất chợ gạo. Mưa lớn lắm rồi, dập đâu mưa còn không kịp nữa. Dập cứu cái thằng ở ngoài này được thôi chứ còn mà sống được đâu rồi. Không đủ nước. Đâu có đủ nước đâu, giờ còn xe 45 thôi xuống á. Còn cái nước với canh lên nè, lấy nước canh lên đủ. Rồi hết nước rồi, hết nước rồi. Mẹ quyết bao nhiêu cây rồi nói. Ủa mà cháy không, không thấy cháy từ nãy rồi, giờ nó mới cũng vậy mà. Cháy sáng sớm mới cháy này nửa tiếng rồi. Trời làm gì mày đen dữ vậy mày? Đi làm hồ nè. Giờ ở mày gian mày nắng hả? Nắng không hả? Đen nó chưa làm đủ rồi nắng không. Đen đen lô ngoài. Đúng không?
gì? Lộ. Ống nó cứ ngắt à. Đâu có sợ bể đâu. Nước nó vô nó căng là cứ ngắt à. Nó bơm mồi vô trong ấy là nó bơm. Nén mà bơm nén nó bơm vô cho này này rồi đó. Có nước rồi đó. Mạnh lắm. À, chạy lớn quá trời. Trời ơi, trái có con dồi một sao chưa kịp rồi. Có con dồi mà không sao chữa. Đây hơi cũng dở với kinh có nước vô quá chứ phải không. Cái ông đó nãy anh ghe anh em xuống sớm nhất thôi được. Thì ghê quá. Vậy có chục dồi mới cứu được cái đống nước này thôi chứ còn hai dồi làm ăn cũng nổi á. Đâu có cỡ đó thì đâu có hai dồi này chứ đâu có làm nổi.
trái nhà lầu luôn rồi. Rồi công an chúng tới rồi.